Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 21 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Sở Tài chính kỷ niệm 70 năm thành lập ngành. Văn Giang địa phương khởi nghĩa giành chính quyền sớm của tỉnh. Lô nhãn lồng Hưng Yên lần đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Khai mạc hội chợ thương mại Hưng Yên năm 2015. Một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kim Động xả thải gây ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Liên ngành Tài chính Hưng Yên đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành tài chính Việt Nam 28 tháng 7 năm 1945, 28 tháng 7 năm 2015. Tới dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Đặng Văn Cảo, Phạm Đình Phú, Nguyễn Văn Cường. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh. 70 năm kể từ ngày thành lập, phát triển và trưởng thành, ngành tài chính Việt Nam luôn gắn liền với sự nghiệp của cách mạng Việt Nam. Trong suốt 70 năm qua, trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, ngành tài chính cũng luôn chủ động và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đối với liên ngành tài chính trên địa bàn tỉnh, kể từ ngày tái lập tỉnh cho đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nền kinh tế của tỉnh có điểm xuất phát thấp, cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật kém phát triển và xuống cấp nghiêm trọng. Công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ đều bị lạc hậu, nông nghiệp bị phân tán, chủ yếu là sản xuất và buôn bán nhỏ. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, thu ngân sách chỉ đáp ứng được 1/4 tổng chi ngân sách, còn lại đều phải do ngân sách trung ương trợ cấp. Khó khăn là vậy, song với tinh thần đoàn kết phát huy nội lực, đặc biệt là với tư duy khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Các thế hệ cán bộ nhân viên của ngành tài chính trên địa bàn tỉnh đã lập nên những thành tích rất đáng trân trọng và tự hào trong quản lý điều hành ngân sách. Với chức trách của mình, các ngành đã tham mưu kịp thời với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhằm phát huy tối đa những tiềm năng lợi thế của tỉnh trong phát triển kinh tế. Với cách làm bài bản, với tư duy nhạy bén, thông thoáng, trong gần 20 năm tái lập, Hưng Yên đã trở thành một địa chỉ đầu tư hấp dẫn của hàng nghìn dự án trong và ngoài nước, tạo bước đột phá về thu ngân sách. Tổng thu ngân sách năm 1997, năm đầu tái lập tỉnh khoảng 91 tỷ đồng. Đến năm 2014, tổng thu ngân sách đã đạt trên 7.200 tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 5.000 tỷ đồng, gấp 61 lần so với năm 1997. Cùng với tạo ra bước đột phá về thu ngân sách, công tác quản lý kiểm soát chi ngân sách luôn đảm bảo kịp thời, đúng chế độ, phát huy hiệu quả chi đầu tư phát triển, góp phần tạo đà tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn của tỉnh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà các thế hệ cán bộ, nhân viên ngành tài chính đã đạt được trong 70 năm qua, đặc biệt là kể từ ngày tỉnh Hưng Yên được tái lập. Để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ yêu cầu trong tình hình mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị tài chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo để hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm. Một là thực hiện tốt các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách hàng năm. Hai là tăng cường công tác quản lý tài sản nhà nước, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính, nhất là kiểm soát chặt chẽ chế độ chi ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đúng với pháp luật đối với các cấp, các ngành và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Ba là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và người dân để cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tài chính kiên định về tư tưởng, nói đi đôi với làm, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực trí tuệ và tư duy đổi mới. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã lên trao cờ chính phủ cho Sở Tài chính Hưng Yên, đơn vị dẫn đầu khối kinh tế tổng hợp năm 2014. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định trao tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành tài chính Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn số 1446 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Minh Ngọc ký về việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới 2015-2016 trên địa bàn tỉnh, nội dung như sau.
Trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khai giảng năm học mới, nhu cầu đi lại của nhân dân, học sinh, sinh viên tăng cao đột biến, làm gia tăng mật độ phương tiện và người tham gia giao thông trên các tuyến đường giao thông, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông cao, nhất là các tuyến đường quốc lộ 5, quốc lộ 39, quốc lộ 38B qua địa bàn tỉnh. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới 2015-2016, thực hiện công điện số 1433 CDTTG ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải lập phương án tăng năng lực vận tải hành khách đợt cao điểm, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tăng cường kiểm tra, giám sát các điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện. Chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách nhắc nhở giáo dục người lái xe tuân thủ quy tắc giao thông, phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn liên quan đến xe khách. Các bến xe, bến khách ngang sông xây dựng giải pháp bảo đảm thuận tiện phục vụ tốt nhất cho hành khách đi lại, đáp ứng tối đa nhu cầu vận tải phát sinh, hạn chế tối thiểu hiện tượng ùn ứ khách tại các bến xe, bến khách ngang sông. Tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải khách trong đợt cao điểm, chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động chở khách ở các bến đò ngang, các điểm du lịch. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an các huyện, thành phố, công an xã, phường, thị trấn ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông và các khu vực thường xảy ra tai nạn giao thông. Xây dựng các phương án tổ chức điều tiết giao thông, bố trí đủ phương tiện cứu hộ cứu nạn để giải quyết kịp thời các sự cố, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Tăng cường tuần tra hướng dẫn giao thông, chú trọng tuần tra lưu động, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, đường bộ và đường thủy. Lái xe có nồng độ cồn vượt quá quy định cho phép, lập phương án phòng chống, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, chú trọng đối tượng vi phạm là thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân trong các khu công nghiệp. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông, tiếp tục triển khai công tác giáo dục tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên ngay từ đầu năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 8 năm 1945, mặc dù chưa nhận được lệnh khởi nghĩa, song nhận thấy thời cơ đã chín muồi, chính quyền và nhân dân Văn Giang lúc đó thuộc tỉnh Bắc Ninh đã quyết định đứng lên giành chính quyền sớm, khởi đầu cho phong trào khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Với phương châm đánh nhanh rút nhanh, bắt huyện trưởng Nguyễn Hữu Trì giành chính quyền về tay nhân dân. Theo kế hoạch, vào sáng ngày 16 tháng 8, lực lượng tự vệ huyện tập trung từ làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ với một khẩu súng, 40 quả lựu đạn, 20 dao và nhiều kiếm mã tấu, chia làm 3 mũi bí mật tiến thẳng vào huyện. Riêng mũi do đồng chí Tô Duy chỉ huy đến thẳng đình bến xã Phụng Công, bắt huyện trưởng Nguyễn Hữu Trì và bọn hào lý đang túc trực trông coi hộ đê. Hai mũi còn lại tiến hành áp sát khống chế hai cổng huyện đường, khống chế và giành quyền kiểm soát, yêu cầu giao nộp toàn bộ sổ sách giấy tờ. Riêng huyện trưởng bị giữ lại đình bến để tiếp tục trông coi hộ đê. Cùng lúc đó thì cờ phát xít Nhật bị hạ xuống, thay vào đó là lá cờ đỏ sao vàng với tiếng hò reo chiến thắng của nhân dân. Hai cụ Đỗ Văn Nguyên và Phạm Văn Hin ở thôn bến xã Phụ Công tuy không được tham gia nhưng đã vinh dự được trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc lịch sử đó, xúc động kể lại. Nhiều khi ra thì là công vào huyện và huyện thì báo là Nguyễn Hữu Trì ở tại đình bến, nó ở cái nhà cái giải võ thế này nhá, nhưng mà nó ở trên đình gì, cái huyện là chính về cái chợ Kiều, vào đó xong thì là huyện nó không có đấy thì kéo vòng tất cả ồ ạt ra đây này, chi huyện là nằm tại đình bến để đôn đốc đê nên là bắt ở đây. Cuộc meeting giành chính quyền đã được tổ chức ngay trên sân đình bến. Hàng nghìn người ở các xã Phụng Công, Công Luận, Xuân Quan, Đan Nhiễm và những người đang tham gia đắp đê chống lụt tham dự.
Ngay sau khi giành được chính quyền, Ban Cán sự Việt Minh đã họp bàn tổ chức bộ máy quản lý huyện và Ủy ban Cách mạng lâm thời đã được thành lập với 5 thành viên. Đồng chí Lê Quốc Trọng được cử làm chủ tịch. Phát huy truyền thống quê hương, tại Đại hội Đảng bộ huyện Văn Giang lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Văn Giang đã đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 16,1% trên năm. Đến năm 2020, cơ cấu kinh tế nông nghiệp đạt 6%, công nghiệp xây dựng đạt 42%, thương mại dịch vụ đạt 52%, giá trị thu nhập trên 1 hectare canh tác đạt 260 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng, thu ngân sách đạt 500 tỷ đồng, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,4%, xây dựng huyện Văn Giang sớm đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4, tạo tiền đề để trở thành thị xã. Sáng nay, những quả nhãn đầu tiên trong vùng sản xuất nhãn xuất khẩu sang Mỹ đã được thu hoạch và hoàn tất các thủ tục để xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Trong ngày 21 tháng 8, ở hai vùng sản xuất nhãn đã được cấp mã vùng để xuất khẩu đi Mỹ là Hồng Nam, thành phố Hưng Yên và xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, đã có 1,5 tấn nhãn được thu hoạch. Tất cả số nhãn này đều đã cơ bản đáp ứng những tiêu chí để xuất khẩu. Ngay trong chiều cùng ngày, nhãn lồng Hưng Yên sẽ được chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh qua đường hàng không để chiếu xạ. Sau đó, sang tuần, cùng với nhãn của các tỉnh phía Nam, nhãn lồng Hưng Yên sẽ được đóng gói để xuất khẩu bằng đường biển. Khoảng gần 20 ngày sau sẽ nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Các địa phương như thành phố Hưng Yên, huyện Khoái Châu sẽ hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp các thủ tục cước vận chuyển từ Hưng Yên đến thành phố Hồ Chí Minh. Các thủ tục còn lại sẽ do các doanh nghiệp xuất khẩu đứng ra. Đây chỉ là lô hàng xuất khẩu mang tính thăm dò thị trường Mỹ, chứ chưa mang tính thương mại. Bà con cũng đã thấy được cái sản xuất theo chuỗi an toàn để đảm bảo cái sản phẩm mình cung cấp ra thị trường nó an toàn và cũng như là cho người tiêu dùng. Người ta tự thấy được cái sản xuất của mình và người ta tiêu dùng một cách nó tự tin với quan điểm của người ta. Vấn đề thứ ba nữa là với cái mong muốn của người dân ấy thì qua khảo sát đánh giá của chúng tôi thì thấy rằng người dân rất mong muốn là các cấp ngành tiếp tục chỉ đạo cho các cái vùng sản xuất chuyên canh, tập trung hướng tới tập trung và sản xuất theo cái chuỗi an toàn và sản xuất theo cái tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Việt Gáp ấy, để cho cái hàng hóa của mình ngày một nó khẳng định được trên thị trường và tiêu thụ một cách nó ổn định để cho bà con có những cái thu nhập nó đem lại những cái kỳ vọng cho bà con. Xã Hồng Nam và xã Hàm Tử được quy hoạch gần 20 hectare trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp với sản lượng hàng trăm tấn. Tuy số lượng còn ít nhưng đây là tín hiệu đáng mừng cho bà con nông dân, khuyến khích người trồng nâng cao chất lượng, chủ động thị trường để nâng cao hiệu quả sản xuất. Tối qua tại khu vực quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên đã khai mạc hội chợ thương mại Hưng Yên năm 2015. Hội chợ thương mại Hưng Yên năm 2015 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 8. Đơn vị tổ chức hội chợ là Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên và Trung tâm Khoa học và Phát triển Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là hoạt động được tổ chức thường xuyên hàng năm nhằm xúc tiến hoạt động thương mại, giới thiệu sản phẩm giữa các địa phương trong cả nước. Tham gia hội chợ có gần 200 gian hàng đến từ các doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và trong tỉnh. Các gian hàng trưng bày tại hội chợ đa dạng về chủng loại như đồ điện tử, quần áo, giày dép, thực phẩm, thuốc. Trong ngày khai mạc hội chợ đã thu hút hàng nghìn lượt người đến tham quan mua sắm. Từ nhiều năm nay, người dân thị trấn Lương Bằng rất bức xúc trước tình trạng các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất. Đây là hình ảnh những cánh đồng hoang hóa ở thôn Bằng Ngang. Lúa mới cấy bị bức tử bởi dòng nước đen đặc thải ra từ các nhà máy. Người dân cấy đi cấy lại nhiều lần không được, đành bỏ hoang từ nhiều năm nay. Nằm kề với cánh đồng là khu công nghiệp gồm các nhà máy đang hoạt động như nhà máy chiết xuất dầu thuộc tập đoàn Quang Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn Te Giang Hà Nội, công ty cổ phần Thuận Đức. Nhưng doanh nghiệp nọ lại đổ cho doanh nghiệp kia, không đơn vị nào nhận trách nhiệm. Những con sông lớn cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho người dân như sông Điện Biên, sông Cửu An, sông Đống Lỗ cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Không những vậy, người dân thôn Đồng Lý còn rất bức xúc trước tình trạng doanh nghiệp xả chất thải ra không khí gây nên mùi hôi thối khó chịu. Được biết, ngày 23 tháng 7, Công an tỉnh bắt quả tang công ty cổ phần May Kim Động đang có hành vi xả thải chưa qua xử lý ra sông Cửu An. Do ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường còn kém của một số người dân dẫn đến hình thành nhiều bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư trên địa bàn huyện Ân Thi.
Tại tỉnh lộ 200 đoạn đi qua xã Vân Du, người dân vứt rác ven đường kéo dài khoảng 50 mét. Từng bao to chất đống chủ yếu là rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi tại trạm bơm Cống 4, xã Đào Dương, mặc dù đã có chỉ dẫn nghiêm cấm không được đổ rác tại đây. Song rác thải vẫn được vứt bừa bãi tại ven cống, rơi vãi xuống cả cửa cống gây cản trở đến dòng chảy. Nhiều nơi các bãi rác thải tự phát tích tụ lâu ngày, mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh. Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm làm việc tại công ty cổ phần Tiên Hưng, huyện Tiên Lữ, anh Nguyễn Văn Dũng luôn là nhân viên kỹ thuật được ban lãnh đạo công ty đánh giá cao, không chỉ bởi thái độ làm việc tích cực, gương mẫu mà còn bởi lòng đam mê tìm tòi, sáng tạo. Với những sáng kiến kỹ thuật làm tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm đã mang lại hiệu quả kinh tế cho công ty cũng như nâng cao thu nhập của công nhân. Anh Dũng hiện là nhân viên kỹ thuật tiền phương, xí nghiệp May Năm. Với lòng yêu nghề, tinh thần sáng tạo trong công việc, anh luôn cố gắng tìm tòi đưa ra những sáng kiến áp dụng trong thực tiễn sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Qua cuộc vận động và cuộc họp của ban tổng đốc công ty, của ban công đoàn và đoàn thanh niên thì luôn khuyến khích động viên anh em kỹ thuật của chúng tôi luôn tìm tòi và sáng kiến những cải tiến kỹ thuật để giúp người lao động được nâng cao được cái năng suất, giảm được cái tác động thừa và đặc biệt là tăng được cái tiền lương của người lao động. Hưởng ứng phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật do công ty phát động, anh Dũng đã đóng góp 22 sáng kiến như dưỡng nẹp kèm theo khóa, làm cá định vị trên máy thùa khuy được công ty đánh giá tốt và cho áp dụng đại trà trong sản xuất. Đặc biệt là sáng kiến làm gá ghim súp nẹp bằng hai máy hai ghim cho hàng jacket. Khi đưa vào áp dụng đã giúp giảm số lao động trong các công đoạn sản xuất, hiệu quả lao động tăng lên đáng kể. Trung bình mỗi sáng kiến của anh được áp dụng trên một đơn hàng, tiết kiệm từ 10 đến 20 triệu đồng cho công ty. Sau khi áp dụng sáng kiến gá ô beo của anh Dũng thì sản phẩm và năng suất tôi làm ra tăng vượt hơn trước và bớt đi thêm một người và lương của tôi đang tăng so với trước là từ 1,2 đến 1,5 triệu trong một tháng. Với những nỗ lực đóng góp không ngừng, nhiều năm anh Dũng đạt danh hiệu lao động giỏi, chiến sĩ thi đua. Điển hình tại hội nghị tuyên dương người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2014, anh Dũng được vinh danh người thợ giỏi toàn quốc. Hưởng ứng tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ ngày 21 tháng 8, tại xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ, Sở Y tế phối hợp với Ban Quản lý Chương trình Phát triển Vùng, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam và các ban ngành của tỉnh huyện đã tổ chức diễn đàn nuôi con bằng sữa mẹ. Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ được tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về nuôi con bằng sữa mẹ, nâng cao nhận thức của cộng đồng về các chính sách liên quan đến thực hành nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu và nuôi con bằng sữa mẹ đến 24 tháng. Thuyết phục các nhà hoạch định chính sách triển khai hành động với tất cả nỗ lực của mình nhằm đảm bảo sức khỏe trẻ em, giới thiệu cách tiếp cận và mô hình can thiệp trong chăm sóc sức khỏe trẻ em của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam. Chiến dịch diễn ra từ ngày 3 tháng 8 và kéo dài hết ngày 30 tháng 8. Chiến dịch còn tổ chức nhiều hoạt động khác như truyền thông qua loa đài, góc tư vấn dinh dưỡng và phòng bệnh cho trẻ tại các trạm y tế xã, sinh hoạt các câu lạc bộ dinh dưỡng. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 8, Ban chỉ đạo hoạt động hè huyện Văn Lâm tổ chức hội trại thanh thiếu nhi và thi nghi thức đội năm 2015 với chủ đề Tuổi trẻ Văn Lâm chung tay xây dựng nông thôn mới và liên hoan văn nghệ chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Tối ngày 20 tháng 8 năm 2015, tổ chức giao lưu văn nghệ đốt lửa trại. Tại buổi giao lưu văn nghệ có nhiều tiết mục đặc sắc được nhiều đơn vị và các xã thị trấn biểu diễn với chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, Bác Hồ, biển đảo. Ngày 21 tháng 8 sau lễ diễu hành biểu dương lực lượng là phần thi nghi thức đội. Mỗi đơn vị trải qua các phần thi bắt buộc, thực hiện các yêu cầu của đội viên, tập hợp và chỉnh đốn đội hình đội ngũ, biểu diễn dân vũ. Kết thúc hội trại, ban tổ chức trao một giải nhất trại xã Lạc Hồng, nghi thức đội thị trấn Như Quỳnh, hai giải nhì của trại cho các xã Lạc Đạo và Việt Hưng, nghi thức đội cho các xã Tân Quang, Lạc Hồng. Sau đây là tin an ninh. Sau nhiều ngày theo dõi nắm tình hình, khoảng 11 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2015, tại khu vực quốc lộ 5 thuộc địa phận huyện Mỹ Hào, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Mạnh Hà, sinh năm 1980, trú tại đội 1 xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, đang có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy. Thu tại chỗ 2 gói ma túy đá, 4 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật chứng liên quan.
Bước đầu đối tượng khai nhận số ma túy đá trên đối tượng đặt mua từ Hải Phòng với giá 40 triệu. Để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng, đối tượng đã đóng gói và vận chuyển qua xe khách Hải Âu tuyến Hà Nội Hải Phòng. Khi đang nhận hàng thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Được biết Hà là đối tượng nghiện nhiều năm, có một tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai, thứ Bảy ngày 22 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Gặp lại hai nhân chứng trong cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Ân Thi. Nhiều hộ dân xã Thọ Vinh, huyện Kim Động trồng cây hoắc hương cho hiệu quả kinh tế cao. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.